chú gia đình đang chuẩn bị làm mâm cơm để mà cúng cho chú trong những ngày năm giỗ hôm nay. Hôm nay cái ngày đám giỗ của chú, có các bác, các chị và các em tới đây để phụ giúp để mà làm mâm cơm cúng cho chú. Để dưới này em dỗ chú rồi tôi nghỉ tôi bán nha, phụ hồ cho tôi bán rác nha chú. Mai cũng không kịp luôn á. Đây là cảnh nấu ở đây sau bếp, mấy cô mấy chị đang nấu. Mấy siêu mẫu. Ở này có chú, các chú, các anh chị đến để mà trong cái ngày đám giỗ của chú. Để hỏi cho